Sau một năm thành lập, thành phố Thủ Đức đang là nơi thu hút hàng loạt dự án bất động sản, khu đô thị từ các nhà đầu tư lớn. Ngày 22 tháng 2 tại London, Anh, Masteri Home đã ký kết hợp tác chiến lược với đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới Foster Partners để phát triển dự án The Global City. Dự án có quy mô 117,4 ha tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức. Đây sẽ là một khu đô thị phức hợp đa dạng, kỳ vọng trở thành trung tâm thành phố trong tương lai, bao gồm phần cao tầng, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, tiện ích y tế và hành chính, trung tâm thương mại. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong 48 tháng.